Ngọc Oanh xin kính chào quý khán thính giả của Đài Network TV. Rất vui được trở lại với quý vị trong chương trình Hàm răng khỏe, nụ cười đẹp do nhạc sĩ Houston Huy Nguyễn từ văn phòng nhạc khoa Majestic Dental Studio thực hiện sẽ được phát vào mỗi chiều thứ bảy. Kính thưa quý vị, mỗi tối thứ bảy thì đúng hơn, 7 giờ rưỡi tối, và sẽ được phát lại vào mỗi tuần thứ tư vào lúc 6 giờ rưỡi. Rất mong quý vị cùng đón xem và giới thiệu cho người thân cũng như bạn bè cùng xem chương trình này, bởi vì Ngọc Oanh tin chắc rằng Hàm răng khỏe, nụ cười đẹp sẽ đem đến cho quý vị những thông tin rất là cần thiết để giúp cho quý vị có thể ngăn ngừa và phòng chống các căn bệnh có liên quan về răng. Và ngày hôm nay thì Ngọc Oanh rất vui được mời Houston Hiếu Nguyễn trở lại với chương trình của chúng ta. Ngọc Oanh xin gửi lời chào thân mến đến nhà sĩ. Xin kính chào chị Ngọc Oanh và xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Hàm răng khỏe, nụ cười đẹp. Dạ vâng, Ngọc Oanh được biết là trong tuần qua là hình như là nha sĩ bị một cái cơn flu làm cho cái giọng nói không được trong trẻo cho mấy. Và ngày hôm nay thì giọng có vẻ là rất là tươi tắn trở lại rồi. Hy vọng là sẽ đem lại cho quý khán giả những thông tin rất là cần thiết, đúng không ạ? Dạ thưa, chắc chắn là như vậy rồi. Khi mà mình không có khỏe trong người đó quý vị, thì cái nó cũng ảnh hưởng tới đầu óc của mình. Thành ra mình nói nó cũng sẽ không có được lưu loát, và mình nói nó cũng không có được rõ ràng, thông suốt lắm. Thành ra hy vọng lần này thì Hiếu sẽ gửi đến quý vị một cái chủ đề mà Hiếu nghĩ rằng là có rất là nhiều quý vị đang quan tâm, nhất là những quý vị nào mà mới vừa hoặc là sắp sửa mất một cái răng mà mình không biết là mình phải thay thế như thế nào. Có rất là nhiều người khi mà họ, chị Ngọc Oanh biết không, có rất là nhiều người khi mà đi đến văn phòng nha khoa, họ có thể họ cần một cái tham khảo để mà họ cần biết rằng là bây giờ họ sắp sửa họ bị mất một cái răng, có nghĩa là có cái người nha sĩ cho biết rằng là một cái răng nó có thể là sẽ cần phải nhổ đi, thì bây giờ mình cần phải làm cái gì. Đó là một cái mối quan tâm rất là lớn, là bởi vì đôi khi quý vị cũng không có chắc chắn rằng là mình muốn cái gì, và không ngoại trừ cái cách trị liệu mà mình còn phải biết rằng là cái sự tốn kém nữa. Tại vì quý vị cũng biết, chị Ngọc Oanh cũng biết, nếu mà mình không có bảo hiểm nha khoa đó thì nó rất là tốn kém rất là nhiều. Mà đôi khi chính khi mà mình có bảo hiểm nha khoa, mình cũng không biết rằng là cái bảo hiểm của mình nó sẽ trả cái gì và trả bao nhiêu. Thành ra đó nó mới đòi hỏi một cái sự sắp xếp, nó lên một cái chương trình, một cái kế hoạch để mà mình có thể mình vừa có cái cách trị liệu đúng đứng đắn, và đồng thời cái vấn đề tốn kém nó ở một cái mức độ chấp nhận được hoặc là thật là thấp. Thành ra hôm nay thì Hiếu sẽ gửi đến quý vị một cái đề mục là implant, có nghĩa rằng là khi mà quý vị bị mất một cái răng thì quý vị có thể đặt một cái implant, chứ không phải giống như ngày xưa mình có những cái cách trị liệu rất là xưa, có nghĩa là mình phải làm một cái cầu răng. Mà lần trước thì nếu mà Hiếu nhớ không lầm thì Hiếu cũng đã có giới thiệu đến quý vị khi mà mình nói về crown và the bridge, có nghĩa là cầu răng và mẫu răng, thì Hiếu cũng có nhắc sơ qua implant. Thì implant đó quý vị, nó là một cái cách trị liệu cũng tương đối rất là mới. Thì thật sự khi mà bắt đầu làm đó thì khoảng chừng thập niên 70, đó là cái thời gian mà bắt đầu người ta, khi mà người ta đã bắt đầu đặt implant. Nhưng mà cái sự thành công nó cũng không có được rõ ràng lắm. Thành ra tí xíu nữa Hiếu sẽ đi sâu vô về cái cách đặt implant nó như thế nào, và cái sự chọn lựa, và có cái sự khác biệt gì hay là không, và nó có đau đớn hay là không, và giá cả nó như thế nào. Nó cả một cái vấn đề đó quý vị. Thành ra chắc chắn là chị Ngọc Anh sẽ có rất là nhiều câu hỏi và cũng có rất là nhiều thắc mắc giống như quý vị. Bởi Hiểu nghĩ rằng là ai, bất cứ ai cũng vậy hết. Không ít thì nhiều, chắc chắn phải có một lần thắc mắc và muốn làm implant. Thì Hiểu nghĩ đây là một cái cơ hội và một cái topic mà Hiếu nghĩ rằng là có rất là nhiều quý vị cũng mong muốn và cũng được chia sẻ để mà mình có thể mình tăng thêm cái phần kiến thức, để mà khi mà mình muốn một cái cách trị liệu gì đó mình có thể mình biết được nó như thế nào, thì Hiếu nghĩ rằng là nó không có quá xa lạ đối với tất cả quý vị. Dạ vâng, Ngọc Oanh nghĩ rằng là hồi xưa cái từ implant thì nó hơi lạ lắm một chút, nhưng mà bây giờ thì mọi người nghe có vẻ quen thuộc. Và tất nhiên khi mà chúng ta muốn làm cái gì đó, vấn đề tiền bạc là một phần, nhưng mà quan trọng nhất là cái sức khỏe. Và cái cách thức như thế nào thì Ngọc Oanh nghĩ rằng trong cái xã hội ngày nay, internet hiện đại, thì trước khi mình làm cái gì chúng ta cũng research để coi nó có những cái gì hay, cái gì không hay. Và đặc biệt rằng là chương trình ngày hôm nay, vì chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị những thông tin về nha khoa, do đó nên cái phần implant là không thể nào mà thiếu không được. Thiếu được trong cái đề tài hàm răng khỏe, nụ cười đẹp được, thưa quý vị. Dạ vâng, Hiếu có thể cho Ngọc Oanh biết rằng là implant trong nha khoa là gì? Dạ thưa chị và kính thưa tất cả quý vị, implant đó quý vị, thật sự bây giờ nếu mà mình
chưa có thể dịch ra được cái từ implant. Tiếng Việt thì thằng ra Hiếu cũng sẽ vẫn sử dụng cái từ implant, là bởi vì tiếng Việt Hiếu cũng nhìn rồi, nó không có cái từ implant trong đó. Họ chỉ nói là cắm ghép trụ implant thôi. Thành ra Hiếu sẽ sử dụng cái từ implant, thì mình cũng hiểu là veneer nó là như vậy. Tức là thì mình tạm dịch ra là cái mặt dán sứ, nhưng mà implant thì nó lại không có cái từ translate rõ ràng trong tiếng Việt. Tại nên Hiếu sẽ vẫn sử dụng cái từ implant. Thì implant đó quý vị, nó chỉ là một cái trụ nhỏ làm bằng titanium, một cái chất liệu titanium. Thì cái chất liệu titanium đó quý vị, khi mà mình làm implant á, là nó phải rất là pure, tức là nó phải tinh khiết. Cái mực độ tinh khiết của nó phải là commercially pure, tức là phải ít nhất phải là 99.5% phải là pure như vậy đó quý vị. Thành ra quý vị có thể yên tâm, khi mà quý vị được đặt implant thì chắc chắn là cái implant đó phải ít nhất nó phải là 99.5% titanium. Là bởi vì tại sao? Là bởi vì đây là một cái câu chuyện có nhiều người cứ hỏi rằng là tại sao phải sử dụng titanium? Bây giờ mình có những cái vật liệu quý hơn giống như là vàng, giống như platinum, sao mình không đặt cái đó mà mình lại đặt là implant titanium? Vậy thưa quý vị, chỉ có titanium thì xương của mình nó mới bám vô chung quanh những cái vật liệu titanium đó. Thì đây là qua là một cái khám phá vô tình thôi, là trong khoảng thời gian là 1952 thì có một cái người bác sĩ về phẫu thuật chỉnh hình là orthopedic surgeon. Thì cái người đó họ đang nghiên cứu về như thế nào khi mà cái xương mình bị gãy thì máu và cái cách lành của nó, cái process, cái quá trình lành chung quanh cái xương đó nó như thế nào. Thì ông ta chỉ vô tình ông ta đặt một cái trụ khối tròn titanium vào trong xương, ở trong một cái xương của một con thỏ. Thì qua khoảng thời gian 6 tháng sau thì ông mới phát hiện rằng là ông không có thể nào ông lấy ra được cái trụ titanium đó. Thì khi đó họ mới biết được rằng là xương nó có khả năng bám chung quanh cái trụ titanium. Mà khi mà ông tiếp tục ông làm nghiên cứu thì ông lại thấy rằng là khi mà những cái áp lực mình đặt lên trên cái khúc xương đó thì nó có thể nó gãy những cái chỗ khác mà nó không gãy chỗ cái xương mà tiếp nối vô ngay trong cái chỗ titanium. Thành ra đây là một cái câu chuyện mà Hiếu nghĩ rằng là nó cũng rất là lý thú. Là bởi vì tại sao? Là bởi vì Hiếu có thể cho quý vị biết rằng là khi mà mình đặt một cái trụ titanium vào trong xương hàm mình rồi đó, hoặc là xương hàm bên trên, thì quý vị có thể rất là yên tâm là có thể rằng là nó rất là chắc và nó rất là bền. Thành ra điều đó là quý vị có thể yên tâm rất là nhiều. Đó là một cái điều mà Hiếu có thể Hiếu cho quý vị biết, là qua rất là nhiều nghiên cứu sau này thì họ thấy được rằng là titanium, là xương nó bám vào titanium rất là chặt. Thì dĩ nhiên rằng là ngày xưa nữa đó, trước cái thời công nguyên, trước cái thời mà quý vị chắc cũng biết Cleopatra này nọ đó, thì họ cũng đã bắt đầu, họ đã nghiên cứu, họ cũng đã đặt những cái vỏ sò nè, họ đặt vào những cái ngà voi nè, rồi họ đặt vô những cái viên đá được mài theo giống như là những cái chân răng nữa quý vị. Họ đã bắt đầu nghiên cứu và họ đặt gỗ nữa vào trong cái xương hàm. Thì qua những cái lần mà những cái nhà khảo cổ họ khám phá thì họ thấy là đã có những cái nghiên cứu về cái điều đó rồi. Thành ra cái đó cũng rất là lý thú. Nhưng mà dĩ nhiên những cái đó thì nó lại không có thành công. Nhưng mà họ cũng đã dùng những cái sợi chỉ mà xe ra từ vàng, rồi họ buộc lại những cái đó, họ kẹp vô hai cái răng hai bên để họ thay thế. Thành ra quý vị cũng thấy rằng là nó cũng là một cái quá trình rất là lâu. Thì bây giờ họ có, mình biết được rằng là implant bắt buộc là phải làm từ titanium, mà phải ít nhất phải là 99.5% pure, nó gọi commercially pure đó quý vị, tức là tinh khiết. Thì cái độ tinh khiết nó phải như vậy thì cái xương mình nó mới bám vào cái implant thì nó rất là chặt. Thì quý vị chỉ biết rằng là titanium là một cái trụ nhỏ làm bằng titanium và sẽ được cắm vào trong cái xương hàm của mình. Thì dĩ nhiên chắc chắn rằng là bất cứ cái kim loại nào, nếu mà tự bản thân nó đó thì nó tương đối nó cũng hơi yếu. Thành ra đôi khi người ta cũng trộn vô đó có những cái chất khác để mà giống như vanadium, để mà nó làm cho nó tăng lên cái độ bền, cái độ nó đừng có dễ bể, nó đừng có dễ gãy vậy thôi. Nhưng mà ít nhất phải là 99.5% của titanium. Thì như vậy thì xương của mình nó mới ghép
nó mới bám chặt vô trong cái implant được. Dạ vâng, Ngọc Oanh thấy đây là một cái câu chuyện rất là lý thú, bởi vậy khi mà cái quá trình để mà có được cái gì hoàn thiện á, nó phải trải qua rất là nhiều cái sự nghiên cứu. Mà nhiều khi những cái sự nghiên cứu đó chúng ta không có biết được. Bởi vậy người ta nói là khi mà có nhiều người mình chỉ thấy được cái sự thành công của họ, nhưng mà mình không biết đằng sau cái sự thành công đó là cả một cái sự nỗ lực và mồ hôi nước mắt. Dạ vâng, do đó nên Ngọc Oanh nghĩ rằng là quý vị thấy là nha sĩ vừa chia sẻ chúng ta là implant trong nha khoa là gì, và Ngọc Oanh cũng nghĩ rằng nếu mà quý vị nào mà có những cái câu hỏi mà liên quan đến vấn đề nha khoa thì quý vị đừng có ngại, quý vị gửi email cho nha sĩ để nha sĩ có thể trả lời cho quý vị những câu hỏi một cách thỏa đáng. Và chúng tôi còn rất là nhiều câu hỏi cần phải hỏi nha sĩ rất là nhiều. Quý vị nhớ đừng rời màn ảnh của NetVTV, chúng tôi sẽ trở lại sau vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại. Nhà hàng Paloma xin trân trọng giới thiệu một món ăn đặc trưng miền sông nước Nam Bộ, lẩu cua đồng rau mồng tơi. Món lẩu được nấu thanh ngọt với hương vị cua đồng nghi ngút khói, ăn kèm rau mồng tơi, mướp hương, tôm mực, chả cá thật dai, bún tươi cùng chén nước mắm ớt thật thơm thật cay, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc khó quên về miền sông nước Việt Nam. Nhà hàng Paloma trong khu Grand Century Mall, suite 1003, điện thoại 408-277-0922. Ngọc Oanh cảm ơn sự theo dõi của quý vị rất nhiều, và bây giờ thì xin mời quý vị trở lại với chương trình Hàm răng khỏe, nụ cười đẹp cùng với nha sĩ Houston Hiếu Nguyễn. Thưa nha sĩ, chúng ta nói về cái đề tài là implant, thì hồi nãy nha sĩ có giải thích là implant là gì để cho mọi người có thể phần nào hiểu rõ. Thì bây giờ có thể cho Ngọc Oanh cũng như quý vị biết rằng là implant có những bộ phận gì thưa nha sĩ? Dạ thưa quý vị, khi mà quý vị quyết định là mình muốn đặt một cái implant để thay thế cho một cái răng đã mất, thì chắc chắn quý vị cũng biết rằng là cái quá trình nó như thế nào, nó bao gồm những cái bộ phận gì và cái thời gian nó bao lâu. Thì Hiếu nghĩ đó là một cái sự quan tâm rất là đứng đắn và quý vị cũng cần phải biết để mà mình có thể mình sắp xếp cái thời gian của mình. Tại vì mất một cái răng thì ai cũng muốn có một cái răng thay thế liền, chứ đâu có ai mà muốn chờ quá lâu. Thì khi mà chị Ngọc Anh hỏi rằng là những có cái implant nó bao gồm những cái bộ phận gì, thì quý vị chỉ nhớ nó là như vậy. Quý vị chỉ nhớ rằng là implant nó bao gồm là thật sự thì nó có tất cả là ba cái bộ phận lận, nhưng mà quý vị chỉ cần nhớ hai thôi. Có nghĩa rằng là trước hết là mình cần phải đặt cái trụ implant vô trong cái xương hàm mình trước, rồi sau đó quý vị phải chờ ít nhất khoảng từ 3 tháng cho tới 6 tháng. Mà khi Hữu nói từ 3 tháng 6 tháng đó là thường cái xương hàm ở bên dưới của mình đó thì mình chờ khoảng 3 tháng, và xương hàm bên trên đó thì mình phải chờ khoảng 6 tháng. Thì cũng có rất là nhiều quý vị thắc mắc là tại sao bên dưới chỉ có 3 tháng mà bên xương hàm trên thì nó lại là 6 tháng. Dạ thưa quý vị, tại bởi vì cái xương hàm của mình bên dưới á, cái mật độ xương nó chắc hơn. Mà những cái gì mà nó thật chắc như vậy đó thì thường cái nó bám vô cũng nhanh hơn. Cái độ bền, độ vững của nó cũng chắc chắn, nó mau ổn định hơn là những cái nơi mà nó không có được cứng và chắc giống như là cái xương hàm của bên trên của mình. Bởi vì quý vị biết rằng là cái xương hàm của bên trên của mình á, thường nó sẽ có nhiều máu hơn, nó sẽ có nhiều dây thần kinh hơn. Nó bởi vì cái độ xương, cái mật độ xương nó không có được chắc cứng giống như là cái xương hàm, cái quai hàm, xương hàm bên dưới của mình. Thành ra ở bên dưới đó sớm nhất là mình phải chờ ít nhất phải là 3 tháng để cho tất cả xương nó có thể nó bám chung quanh cái implant. Nhưng mà bên trên là mình chờ ít nhất thì người ta nói khoảng là 6 tháng. Và đó là một cái quá trình quý vị phải chờ. Nhưng mà quý vị nên nhớ là như vậy, nếu mà quý vị đã mất một cái răng rồi và cái chỗ đó nó đã lành rồi, có thể quý vị mất 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm gì đó, thì quý vị không cần phải chờ gì hết, mình chỉ cần cắm cái implant vô thôi. Rồi sau đó quý vị chờ từ 3 tháng tới 6 tháng là quý vị sẽ có một cái răng mới. Nhưng mà nếu mà quý vị vẫn còn cái chân răng cái chỗ đó, hoặc là quý vị sẽ mất cái răng ở chỗ đó, thì cái thời gian nó sẽ lâu hơn nha quý vị nha. Là tại sao? Là tại vì quý vị phải nhổ cái răng đó ra, rồi quý vị phải chờ cho nó lành. Bây giờ Hiếu chỉ mới nói tới cái phần căn bản thôi. Có nghĩa là khi mình nhổ một cái răng ra là mình sẽ chờ một cái răng đó cho nó lành. Nhưng mà bây giờ cái kỹ thuật nó tân tiến lắm quý vị. Nếu mà quý vị muốn, quý vị cũng có thể nhổ cái răng ra, lắp đặt cái implant vô liền, rồi sau đó mình ghép xương chung quanh, rồi mình chờ 6 tháng, 3 tháng tới 6 tháng. Nhưng mà đó là một cái cách trị liệu khác. Tí xíu nữa Hiếu sẽ đi vô. Nhưng mà hiện bây giờ Hiếu chỉ nói là giống như quý vị đã mất một cái răng rồi và cái chỗ đó đã lành rồi, thì bây giờ khi quý vị đến văn phòng nha khoa bất cứ nơi nào thì họ sẽ cắm cái implant đó vô cho quý vị.
rồi bên dưới thì quý vị chờ khoảng 3 tháng, bên trên quý vị chờ khoảng 6 tháng, rồi sau đó quý vị trở lại thì cái người nha sĩ sẽ lấy dấu của cái implant đó và họ sẽ làm cho quý vị cái mẫu răng. Thành ra quý vị chỉ nhớ là nó hai bộ phận thôi, là cái thân implant và quý vị chờ 3 tháng tới 6 tháng sau thì cái người nha sĩ sẽ đặt cái crown, tức là cái phần mẫu răng bên trên cho quý vị. Còn chính giữa nó có cái abutment, tức là nó có cái trụ, cái này cái nọ, quý vị không cần biết tới cái đó. Là bởi vì cái đó Hiếu nghĩ rằng là cái đó là về cái chuyên môn của cái người nha sĩ hơn, là quý vị không cần biết. Mà chắc chắn rằng là khi quý vị tới đó là quý vị cần phải đặt cái trụ, cái thân implant trước. Thành ra khi mà quý vị nghe quảng cáo đó, một cái implant á nó 700, 600, 500 gì đó, thì quý vị chắc chắn phải hỏi là nó có bao gồm luôn cả cái mẫu răng hay là không nha quý vị nha. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng là nó là từ đầu từ A tới Z. Ở văn phòng nha khoa Majestic Dental Studio đó, thì khi quý vị đến đặt implant thì chắc chắn rằng là cái giá của nó là từ đầu tới cuối, có nghĩa là từ A tới Z, lo cho quý vị ngay từ đầu, tức là mình phải chuẩn bị như thế nào trước khi mình đặt implant, và trong khi mình đặt thì mình đặt ra sao, và sau khi mình đặt implant nó như thế nào, và khi quý vị trở lại là sẽ làm cho quý vị cái crown. Thì có như vậy đó, nó dễ dàng hơn cho quý vị. Quý vị có thể sắp xếp cho nó cái thời gian này nọ nó, và cái vấn đề tài chính nó cũng dễ hơn. Chứ bây giờ mà cứ nói rằng là cứ nói khơi khơi implant là 700, 600, 800, 900 gì đó, mà quý vị có đôi khi quý vị đến quý vị nói sao chỗ đó giới thiệu như vậy, thì thưa quý vị phải hỏi rõ lại rằng là nó bao gồm cái gì. Chứ rồi cái thân thì ở đây mà cái mình thì ở đằng kia, rồi khi quý vị cần đặt implant rồi có cái thân mà không có cái đầu thì cũng chết. Thì quý vị nhớ nha quý vị nhớ. Nhưng như Ngọc Oanh nghĩ đó, Ngọc Oanh khi mà nha sĩ nói như vậy thì Ngọc Oanh mường tượng ra một cái hơi hài hước một chút, giống như tụ như một cái chỗ nào đó nó quảng cáo thử một tô phở ở đây chỉ có 3.5 đồng thôi, nhưng mà bên kia một tô phở đến 7.5 đồng lận. Quý vị phải hiểu rằng cái tô phở 3.5 đồng nó có những cái gì. Nhiều khi nó chỉ là phở và nước không chứ nó không có thịt, hoặc là thịt chỉ là những cái miếng thịt như là lá lúa là có thể nhìn see through được, phải không ạ? Vâng. Nhiều khi chúng ta nghe quảng cáo chúng ta cũng phải biết được rằng là nó có những cái gì. Và đặc biệt ngày hôm nay thì nha sĩ đã nói rằng là implant chúng ta có hai bộ phận, để chúng ta biết rằng là thử lỡ mà nghe quảng cáo thì quý vị biết, quý vị sẽ tự hỏi rằng là maybe chỉ được cái trụ hay không, chỉ được cái trụ hay là chúng ta chỉ được cái mão răng thôi. Do đó ngày hôm nay là rất là clear, phải không thưa quý vị? Dạ thưa quý vị, Hiếu nghĩ rằng là thì cái đó cho nó vui một tí xíu vậy thôi, chứ chắc chắn là khi quý vị vô đó thì cái người nha sĩ sẽ cho quý vị biết rằng là cái này nó bao gồm cái gì. Tại vì Hiếu nghĩ rằng là bất cứ trong cái cách trị liệu nào cũng vậy, quý vị muốn biết tổng thể của nó là tổng cộng là cái sự tốn kém nó là bao nhiêu, không quý vị? Chứ còn nếu mà chỉ nói khơi khơi rằng là nó implant nó là giá như vậy thì quý vị, thành ra quý vị cũng nên biết rằng là cái tổng thể của nó là nó là có một cái thân implant trước, rồi sau đó là cái phần cái crown nha quý vị nha. Mà quý vị nên nhớ hồi nãy tôi nói quý vị cần nhớ hai phần thôi, nhưng mà dạ thưa quý vị, ở bên dưới đó trên cái crown, cái trụ, nó có một cái trụ, cái thân, nó gọi là cái abutment nha quý vị nha. Nó gọi là cái trụ nữa, thành ra nếu mà người ta chia nó ra làm ba phần là quý vị còn chết nữa. dạ thưa quý vị, cái điều đó có nha quý vị nha. Cái này Hiếu không phải là nó chơi nha quý vị nha. Dạ thật sự nó sẽ có là cái thân và nó sẽ có một cái trụ, có nghĩa rằng là nó sẽ có một cái vòm, nó gọi là cái abutment đó quý vị. Rồi sau đó nó là cái crown. Thành ra có thể người ta tính cho quý vị là cái crown tức là chỉ cái mẫu răng thôi, và sau đó là cái implant. Rồi sau khi quý vị làm xong rồi, cái nó phát sinh ra thêm cái vòm, cái trụ để mà ấy nữa, là thì lúc đó thì quý vị chắc chắn là sẽ không vui rồi. Dạ vâng. Bởi quý vị không có được biết cái điều đó. Nha sĩ có thể cho Ngọc Oanh biết được là như vậy. Ngọc Oanh hơi thắc mắc, nhưng mà có thể là sẽ có những câu hỏi kế tiếp trong những show khác liên quan đến implant. Chẳng hạn như như nha sĩ nói rằng là nó có hai phần chính, tức là mình phải đưa cái trụ vào implant bên trong cái xương hàm của mình, thì liệu cái trụ đó nó chỉ là một loại material hay thôi như nha sĩ nói, hay là nó có nhiều loại khác nhau thưa nha sĩ? Dạ thưa không, cái implant chắc chắn phải là titanium chị. Ok, dạ vâng. Chắc rồi, chắn là phải là rồi, như vậy. Một, thì có thể rằng là nó làm được bên Thụy Sĩ, có thể làm được bên Pháp, có thể là khắp nơi, nhưng mà nó phải là titanium. Tại vì nếu mà nó không phải là titanium thì nó sẽ không có bám vô được. Dạ vâng. And một câu hỏi nữa cũng liên quan đến implant là hai bộ phận. Cái phần crown đó, cái mão răng đó, thì mình sẽ có nhiều cái vật liệu khác nhau để mà quý
patient chọn lựa phải không ạ? Hay dạ, là... thưa đúng. Dạ, giống như lần trước là Hiếu có nói chuyện với chị Ngọc Anh, và có thể là cái show đó nó chưa đến, hoặc là có thể là quý vị đã có nghe qua rồi, thì dĩ nhiên crown mình vẫn có thể mình làm giống như là ở bên dưới là lớp kim loại, bên trên là phủ lớp sứ, hoặc là quý vị có thể có toàn bộ là toàn sứ hết. Thành ra nó có cái sự chọn lựa cho quý vị. Dĩ nhiên Hiếu thí dụ nha, ở cái hàm răng trước, hàm răng cửa của mình, nếu mà quý vị đặt implant á, thì khi mà họ đặt cái trụ vô, họ có thể họ đặt một cái trụ toàn sứ, và sau đó họ sẽ làm một cái mẫu răng toàn sứ cho quý vị, để mà bên dưới nó đừng có ẩn cái độ xám của cái kim loại. Dạ, thành ra quý vị có cái trụ kim loại này nha, rồi quý vị có cái trụ toàn sứ ha, rồi quý vị có cái mẫu răng bằng coi như là bên dưới là lớp kim loại, bên trên là phủ lớp sứ ha, hoặc là quý vị có một cái mẫu răng toàn sứ nữa. Thành ra đó là thêm được cái phần quý vị phải hỏi rõ ràng là cái này là nó toàn sứ hay là nó bằng có bên dưới có kim loại. Quý vị phải hỏi rõ ràng là bởi vì nếu mà nó là toàn sứ thì nó lại phát sinh ra thêm một phần nữa, quý vị thấy không? Thành ra quý vị phải rất là rõ ràng, và Hiếu nghĩ rằng là thường thì quý vị nên có một bất cứ quý vị đến văn phòng nào, Hiếu nghĩ rằng quý vị nên phải có một cái tờ giấy để cho biết rằng là giá cả nó như thế nào. Tại vì Hiếu nghĩ là giấy trắng mực đen đó thì nó vẫn tốt hơn, thay vì mình chỉ lời nói thôi rồi sau đó quý vị nói sao bác sĩ nói như vậy rồi bây giờ nó lại như vậy, thì hai bên nó sẽ không có vui. Thì chắc chắn ở văn phòng nha khoa Majestic Dental Studio lúc nào cũng vậy, khi mà cho quý vị một cái giá cả, bất cứ làm một cái điều gì, cách trị liệu gì, lúc nào cũng cho quý vị một cái tờ giấy in ra là những cái cách trị liệu ra sao, từng bước như thế nào, giá cả lúc thế nào, để quý vị rất là rõ ràng và không có một cái sự phát sinh gì hết, để quý vị không có vui. Dạ vâng. Và một cái điều mà Ngọc Oanh nghĩ rằng là Ngọc Oanh quan tâm thì quý khán giả cũng rất là quan tâm, đó là làm cái gì cũng vậy cũng sẽ đau. Thì không biết là làm implant nghe nói đưa cái trụ vô nghe ghê quá mà đưa cái trụ vào xương nữa thì chắc chắn là nó sẽ rất là đau. Thì không biết là liệu cái đau này nó như thế nào ạ? Dạ, cái đó thì chắc nó sẽ đi qua một cái show kế tiếp. Bởi vì Hiếu cũng đã có giải thích cho quý vị nghe rằng là chắc chắn là làm cái gì cũng vậy, nhất là một cái phẫu thuật. Thành ra chắc chắn là cũng sẽ không ít thì nhiều, nhưng mà văn phòng nha khoa Majestic Dental Studio sẽ có một cái cách giải phẫu đặt implant rất là tốt, mà Hiếu nghĩ là quý vị sẽ rất là thích. Thành ra cái đó Hiếu sẽ cho quý vị biết qua cái chương trình Talk Show mình kể. Dạ vâng. Dạ để tiếp nối cái chương trình sau thì quý vị nhớ theo dõi chương trình Hàm Răng Khỏe Nụ Cười Đẹp lần sau, tại vì chương trình của chúng tôi tiếp nối như vậy để mong đến cho đem đến cho quý vị cái sự liên tục, để quý vị không có bị kiểu như là ồ sao mới coi show trước là như vậy, bây giờ show next là cái gì mà không biết được. Thì quý vị nhớ đừng bỏ những cái chương trình của chúng tôi, và sẽ có những câu hỏi chẳng hạn như là làm implant có đau hay không sẽ gửi đến cho nha sĩ và cần nha sĩ phải chia sẻ đó. Vâng, một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị rất là nhiều. Cảm ơn sự chia sẻ rất là thật của nha sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Hàm Răng Khỏe Nụ Cười Đẹp lần sau. Chúc quý vị luôn có một nụ cười thật đẹp và rạng rỡ. Và xin hẹn gặp lại quý vị ở những talk show lần tới.